Xin chào cô chú anh chị em cùng quý vị khán giả. Hôm nay mình đến chia sẻ đám lễ động quan của ông Nguyễn Văn Tám ở ấp Thịnh Trung, xã Thịnh Tây, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Mời cô chú anh chị em cùng vào trong xem mình nha. Thank you.
Thì các con phải nhớ lại thời.
ngày 23 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 4
Giáp Thìn hưởng thọ 79 tuổi. Để tiễn đưa linh ứng về nơi an nghỉ cuối cùng, hôm nay ban tổ chức lễ tang xã Thạnh Tây trân trọng tổ chức lễ truy điệu ông Nguyễn Văn Tám, chủ quán tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự lễ truy điệu ông Nguyễn Văn Tám hôm nay có đồng chí Trần Thanh Phương, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban lễ tang, cùng các đồng chí trong ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí trong ban lễ tang, bà con nhân dân và ban nhân dân ấp Thạnh Trung và các đồng chí trong ban hội cựu chiến binh xã Thạnh Tây cũng có mặt trong buổi lễ truy điệu và tiễn đưa linh cữu ông Nguyễn Văn Tám đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chương trình lễ truy điệu ông Nguyễn Văn Tám được tiến hành như sau: 1. Lễ phủ quân kỳ do cựu chiến binh tiến hành. 2. Diễu văn truy điệu ông Nguyễn Văn Tám. 3. Đại diện gia đình đáp từ. 4. Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận xã, các ban ngành đoàn thể xã ấp lên thắp nén nhang tiễn biệt ông Nguyễn Văn Tám. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng ta quyến, lễ phủ quân kỳ hội cựu chiến binh từ trần là quy định của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam nhằm tôn vinh, tri ân, ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu, kính mời đồng chí Phan Chí Trung, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thạnh Tây, chỉ huy tổ quân kỳ lên điều hành lễ phủ quân kỳ. Kính chấp hành Hội cựu chiến binh xã, kính thưa toàn thể nhân dân và đồng đội của đồng chí Nguyễn Văn Tám, vô cùng thương tiếc hội viên Hội cựu chiến binh Nguyễn Văn Tám được tin đồng chí từ trần. Hôm nay cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh xã Thạnh Tây đội ngũ chỉnh tề tổ chức lễ phủ quân kỳ cuối tháng và tổ chức đoàn viếng tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây tôi xin công bố quyết định phủ quân kỳ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội cựu chiến binh huyện Tân Biên, Hội cựu chiến binh xã Thạnh Tây, số 28 QĐ gạch CCB Thạnh Tây, ngày 24 tháng 5 năm 2024, quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu hội viên từ trần. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Thạnh Tây căn cứ pháp lệnh cựu chiến binh nghị định số 150 gạch 2006 gạch ND gạch CB ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh, căn cứ quy định số 491 gạch QĐ gạch CCB ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam hy sinh từ trần. Căn cứ điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, lễ tưởng nhớ và ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xét đề nghị của Hội cựu chiến binh ấp Thạnh Trung, quyết định điều 1, phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1964, là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam từ năm 1992, đang sinh hoạt tại chi hội ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đồng chí đã từ trần vào lúc 5 giờ 50 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024. Điều 2, chi hội cựu chiến binh ấp Thạnh Trung và tổ quân kỳ làm nhiệm vụ phủ quân kỳ và túc trực bên linh cữu thực hiện quyết định này. Thay mặt ban chấp hành, chủ tịch Phạm Hoàng Dũng đã ký. Điều bốc. Cái này trước nhau, 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 cái này trước nhau
thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban lễ tang xã Thạch Tây sẽ đọc biểu văn truy điệu ông Nguyễn Văn Tám. Kính thưa các đồng chí đại diện cho ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cô bác anh chị thân quý cùng bạn bè đồng cha có mặt trong lễ tiễn đưa truy điệu. Kính thưa Hương Hồ, huyện Nhân Tám, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Tây vô cùng thương quý ông Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1946, trú quán tại ấp Thạnh Trung, xã Thạch Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, là đối tượng thương binh. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình cùng bác sĩ tận tình chăm sóc chạy chữa, vì tuổi già sức yếu, căn bệnh hiểm nghèo, ông đã tức thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 50 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 79 tuổi. Ông tham gia chiến chiến với Mỹ cứu nước, trong quá trình tham gia chiến chiến ông được đảng và nhiều nước khen tặng huy chương kháng chiến và nhiều bằng khen khác. Quá trình sinh sống tại địa phương, ông luôn thể hiện là người gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách đảng pháp luật nhà nước. Cho đến hôm nay về nơi an nghỉ cuối cùng vẫn để lại cho bao chiến thư cho bạn bè gần xa, người thân, gia đình, con cháu mất đi người cha, người ông kính đổi lắng yêu. Cuối cùng, đại diện cho đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã, thân quý, cô bác, anh chị, bạn bè gần xa đến chuyển biệt và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lần cuối, đứng trước thiên linh ông Nguyễn Văn Tám, chúng ta đứng cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ vĩnh biệt ông Nguyễn Văn Tám, chúc hương hoàng phóng an giấc hàng thu, phúc một niệm. Bắt đầu! Mọi người đại diện tổ chức lễ tang ông Nguyễn Văn Tám có đôi lời.